Chào anh em đến với kênh YouTube của Thằng Audio. Clip này xin giới thiệu với các bác và các anh em một bộ dàn với cấu hình của cặp loa Bass 40 X38. Lưu ý với anh em là dòng loa này là một trong những cái dòng có thể gọi là chuyên nhạc vàng. Đương nhiên với những cái cặp loa Bass 40 thì người ta sẽ rất là chú trọng đến cái yếu tố phối ghép. Đấy, với cái cặp loa LDX38 này ấy, thì với cái cấu hình là Bass 40 và em đã lựa cho các bác được một con âm ly nó hợp được chất tiếng, đồng thời là giá nó rất là bình dân. Đấy, để ghép cho các bác một bộ với cấu hình một cặp loa Nhật xịn Bass 40 để nghe nhạc vàng mà full bộ giá dưới 20 triệu. Rất là gọi là hợp lý các bác nhé. Đây là con Pioneer A120. Một cái cấu hình mà dưới 20 triệu mà lại full bộ của Nhật mà loa là phải Bass 40 như thế này thì không phải lúc nào cũng có. Lưu ý các bác là cặp X38 này hôm nay Thắng đồ về trong tình trạng là nguyên zin 100% luôn. Bởi vì thường là sẽ không được 100%, bởi vì nếu mà thay gân thì sẽ không là 100%. Nhưng mà cái dòng này nó sử dụng gân vải lụa, do đó gân nó vẫn còn zin, không bị mụn. Đây là con Pioneer A120. Đấy, công suất tiêu thụ là 260W. Cấu hình này em nhấn mạnh lại cho các bác là dùng để nghe nhạc vàng. Còn đương nhiên nhạc vàng thì nó là ông vua rồi. Còn những cái dòng nhạc khác thì như thế nào thì anh em hình dung như này này. Về cơ bản thì loa thì nghe nhạc gì cũng được, chắc chắn là như thế rồi. Nhưng tuy nhiên là nghe nó hay thì nó phải là sở trường. Ví dụ sở trường của Bass 40 này là sở trường nó là nghe nhạc vàng. Còn những cái dòng nhạc khác nó có tính chất, nó có những cái yếu tố về thanh âm nó xem nhạc vàng thì anh em nghe cũng tương đối là hay. Ví dụ những cái dòng nhạc bolero, những dòng nhạc hải ngoại, đấy, thì anh em nghe cũng rất là ok luôn. Đấy, cấu hình của cặp này nó một Bass 40, một chung, một tép kèn và hai siêu tép các bác nhá. Đấy, tức là 5 loa một thùng, 6 loa một thùng, 5 loa rất là chất lượng, chung giấy, tiếng nghe rất là ngọt ngào. Bass 40. Bây giờ em mời các bác nghe cấu hình này. Các bác lưu ý giúp em là con âm ly này điện 100 nhá, đỉnh của cặp 220. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.
Hãy subscribe.